Các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của Bồng Nguyên Roy. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuỗi series những câu hỏi đố vui về chữ nha. Nhưng trước tiên để khởi động, mọi người hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh YouTube bọn mình nha. Xin mời các bạn cùng đến với câu hỏi đầu tiên nào. Một châu trong ngũ đại châu, chữ nha có nghĩa bay mau lên trời, thêm huyền mập lắm ai ơi. Mất đầu là mở miệng cười chữ chi? Nào nào mọi người hãy đoán xem những từ nào được nhắc đến trong câu hỏi này nhé. Và ba từ được nhắc đến trong câu hỏi này chính là chữ phi, chữ vì và chữ hy. Các bạn ơi, các bạn có trùng khớp đáp án với video của bọn mình không? Xin chúc mừng các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 nào. Em là bạn của học trò, dùng đựng sách vở cùng đồ giáo khoa, nặng đi sắc lại nhảy ra, bỗng thành ăn trộm hoặc là mang tay. Nào nào, mọi người hãy đoán xem hai từ nào được nhắc đến trong câu hỏi này nhé. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là chữ cặp và chữ cắp nha mọi người ơi. Ai đã tìm ra được đáp án chính xác, hãy giơ tay lên cho bọn mình biết nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 3 nha. Có huyền sao nặng thế, bỏ huyền thêm hỏi dùng mai áo quần, giúp cha giúp mẹ đỡ đần, ví thêm nặng phải lãnh phần trong em. Ba từ được nhắc đến trong câu hỏi này chính là chữ chì, chữ chỉ và chữ chị nha. Chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác. Các bạn thật sự rất thông minh và khéo léo trong việc suy đoán. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 nào. Hoàng hôn phủ xuống đây rồi, có sắc để lót chỗ ngồi chữ chi. Mất đầu bổn phận thiếu nhi, có hỏi chuyện gì tôi cũng lào thông. Đố các bạn, những từ nào được nhắc đến trong câu hỏi này nè. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được 4 đáp án chính xác nha. Chữ chiều, chữ chiếu, chữ hiếu, chữ hiểu là 4 đáp án chính xác của câu hỏi này đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 5 nào. Em thường đè cổ trâu bò, làm cho chúng phải chăm lo kéo cày. Essie đem ráp vào đây, thì ra một vật trên tay anh cầm. Nào nào, mọi người ơi hãy cùng đoán xem hai từ nào được nhắc đến trong câu hỏi này nhé. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là chữ ách và chữ sách nha. Ai đã tìm ra được đáp án chính xác này, hãy để lại phần ý kiến cho bọn mình biết đó nha. Nếu cảm thấy thích video ngày hôm nay, hãy để lại cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye bye!